Hành Trần xin kính chào quý khán giả đã trở lại chương trình talk show của trường quân đội QTD. Thì cái phần đầu tiên của chương trình thì Hạnh và Quang có nói tới cái chương trình trường tư thục tại trường quân đội QTD dành cho những học sinh ở tại quận Cam hoặc là ở trong đất nước Mỹ và đồng thời cũng dành cho những học sinh ở những cái đất nước khác nhau giống như là Việt Nam, Trung Quốc, Canada hoặc là nước Pháp. Thì tại của trường ngay bây giờ thì anh Quang sẽ có thể nói với quý khán thính giả về cái chương trình cho những học sinh, du học sinh hoặc là những cái chương trình cho những cái bé ở nước ngoài đó làm sao có thể ghi danh được tại trường quân đội QTD. Và đồng thời là ví dụ như khi mà các em ấy nộp đơn để nhận cái visa đó thì nó sẽ mất một thời gian rất là lâu dài. Thì làm sao có thể rút ngắn thời gian hoặc là làm sao để các em ấy không có bị trở ngại và hoặc là bị chậm trễ trong cái con đường học của mình. Thì xin anh Quang sẽ có cho quý khán thính giả biết chi tiết là về cho những cái trường hợp là học sinh ở nước ngoài đó anh, thì làm sao có thể ghi danh vào chương trình tại trường quân đội QCD ạ? Thì nó rất là đơn giản em. Thì mình cũng có là trong 4 năm nay là cũng có nhiều gia đình mà từ bên Việt Nam, bên Sài Gòn, bên Đà Nẵng thì cũng hứng thú về cái chương trình quân đội QTD. Thì họ đã cho con của mình qua bên này để học cái khóa mùa hè là 8 tuần. Cái khóa mùa hè thì Quang tin rằng quý vị biết là nó rất là nổi tiếng trong quận Cam và quận LA của mình. Thì hàng năm có hơn 800 em học sinh toàn thế giới đều tới một cái địa điểm tại QTD để được trải qua cái sự khóa huấn luyện, không những về học vấn nhưng mà về cái phần kỷ luật, về cái phần lãnh đạo luôn. Thì những gia đình đã rất là đam mê về cái chương trình và hỏi mà Quang là nếu mà mình muốn cho con của mình tiếp tục học cái chương trình này tới trường mình ra high school thì mình phải làm cái cách gì, và nếu mà mình muốn cho con mình học ở đây luôn mà không có cần là trở về bên Việt Nam, là tại hiện tại họ là trong cái travel visa là qua bên này cái diện du lịch, thì mình phải làm những cái phương pháp nào. Thì tuy nhiên mình phải thông qua những cái văn phòng là thẻ xanh hoặc là những cái tổ hợp luật sư. Nhưng mà cũng có một cái mà mình có thể chia sẻ là nếu mà mình vô cái chương trình QTD thì nếu mà bắt buộc là mình phải chơi về Việt Nam thì con của mình vẫn có thể là chuyển từ on-site là học tại QTD, chuyển là học lên trên mạng. Thì cái lợi ích là mình có thể là bắt đầu học cái chương trình Mỹ, giờ mình có thể bắt đầu tính điểm để ra trường high school, không cần biết là mình học lớp 1, lớp 2, lớp 5 hay là học middle school thì mình có thể bắt đầu tính điểm liền. Bên cạnh đó là nếu mình vô cái chương trình international study tại trường QT là tại mình có giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục để cho cái chương trình này, thì nó sẽ giúp đỡ cho gia đình đó là lúc mà mình xin cái thẻ xanh để sang qua bên Mỹ hoặc là xin cái status là international student qua bên này để du học thì nó sẽ rất là ngắn hơn, nó rất là dễ hơn, có thể là nó rút lại cái thời gian mình phân nữa. Đồng thời nếu mà mình làm việc chung với những cái văn phòng thẻ xanh hoặc là những tổ hợp luật sư mà cho họ biết là mình hiện tại là đang học cái chương trình mà quốc tế mà hiện tại là cái địa điểm là tại quận Cam ở đây tại trường quân đội QTD, thì đôi khi họ có thể giúp đỡ quý vị là switch cái status, là đổi cái status là diện du lịch qua cái international student, international study trong cái khoảng thời gian ngắn. Thì một trong những cái tổ hợp mà mình có thể là giới thiệu cho quý vị là USA Pro Mediation. Cái đó nó không có quý vị không có ngàn lo sợ gì nếu mà mình trong cái phần international. Yeah. Và cho với các bé mà học internationally, các bé học những cái lớp cũng giống như những học sinh học ở đây đúng không? Mà có sự khác biệt gì trong các môn học và các lớp học không? Nó sẽ không có khác biệt gì cái giống như những bạn mà học bên Mỹ. Tuy nhiên mình phải coi là nếu mà con của mình đã học ở bên Việt Nam, không cần biết mình học cái trường quốc tế nào hay là mình học cái trường nào thì mình phải lấy cái bảng điểm mình transfer qua. Thì mình phải coi là những cái lớp học bên Việt Nam nó có là chuyển qua bên Mỹ được hay là không. Thì cũng có những cái tình trạng mà Quang thấy là cũng có nhiều em mà học trong những cái trường international ở bên Việt Nam. Thì họ đã học trong mười mấy năm nay, lúc mà mình coi cái bảng điểm mình chuyển qua bên này thì cũng có là hơn cái phân nửa những cái lớp đó nó không có là được chấp nhận các cái bộ giáo dục bên Mỹ, trên Sacramento hoặc là bên Washington. Họ nói là những cái lớp học đó nó không có đủ tiêu chuẩn để cho con của mình, nếu mà họ là ra trường high school bên này họ không có theo kịp những bạn mà học ở trên đại học, nhất là những cái trường Golden West hay là OCC.
Mình thấy những cái trường Golden West OCC, những cái lớp rất rất là dễ, nhưng mà những em này không có thể là theo kịp những người bạn. Nếu mà mình học những cái chương trình quốc tế bên Việt Nam mà mình sang qua bên Mỹ, thì mình phải coi những cái điểm nào Bộ Giáo dục chấp nhận, những cái lớp nào mình không có chấp nhận được, và những cái lớp nào mình có thể phải lấy lợi hoặc là học lợi. Nó rất là nhiều khó khăn trong cái phần đó em. Yeah. Thì với những học sinh mà du học sinh khi mà em ấy lấy cái bằng high school, khi mà học xong rồi đó, thì cái vẫn nộp đơn vào những cái trường đại học được đúng không ạ? Yes. Tại trường quốc nội QTD là mình là fully accredited. So những cái chương trình ở đây nó sẽ được chấp nhận những cái trường UC, Cal State, những cái tier 1 lên tới tier 3, giống như những Harvard, Notre Dame, Princeton, Yale, Stanford. Mình đã có những học sinh mà đã tốt nghiệp những cái chương trình này, đã vô những cái trường rất là danh tiếng như UCI, UCLA, USC. So even mấy cái chương trình mà sĩ quan ở trong lính, nếu mà con quý vị muốn đi lính thì cũng có thể là nộp cái đơn vô những cái chương trình sĩ quan này. Thành ra quý vị không có cần lo sợ là cái chương trình mình có là giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục hay là không, nhưng mà trường này là có giấy chứng nhận Bộ Giáo dục cho hơn 6 năm nay. Đã đào tạo hơn 2.000 em học sinh trong những cái chương trình private school, summer school, after school, online. Thì cho quý vị không có cần lo sợ là cái chương trình này nó mới quá, không biết nó có tốt hay là không, nhưng mà thực sự ra nó không có phải mới, nhưng mà đã thành lập hơn 6 năm nay rồi. Yeah. Và về nếu mà cho cái chương trình phần ghi danh thưa anh, thì một năm thì mình sẽ mở cái ghi danh cho bao nhiêu lần ạ? Và nó sẽ cái thời gian là như thế nào ạ? Cái một năm mình sẽ là cho 4 cái phần ghi danh. Thì cái đầu tiên là thường thường là cuối tháng 8, đầu tháng 10 và đầu năm của mỗi năm, và đồng thời thêm một cái nữa là đầu tháng 3. Thì cái module 1 và module 2, cái module 1 là cuối tháng 8, và đồng thời cái module 2 là đầu tháng 10, là quý vị không có thể ghi danh được nữa. Là tại cái lớp học nó rất là đầy. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đang suy nghĩ và hiếu kỳ về cái chương trình private school tại trường QTD, mà muốn cho của mình có thể học thử một mùa bắt đầu đầu năm, thì xin liên lạc tới trường lập tức để mình có thể bắt đầu nộp cái đơn vô. Cái lớp là nó rất là giới hạn, thành ra nếu mà quý vị nào mà không có nộp đơn kịp thì có thể là không có cái cơ hội để học cho cái đầu năm, thì mình phải chờ tới đầu tháng 3. Tuy nhiên là tại bây giờ đầu tháng 10 nó sắp sửa bắt đầu, cũng có rất là nhiều gia đình mà đã ghi danh không có kịp, thành ra họ đã bắt đầu nộp đơn cho đầu năm. Thành ra nếu quý vị mà bỡ ngỡ cái việc bỏ lỡ cái cơ hội mà học đầu năm, thì mình phải chờ tới tháng 9 của năm sau mới học được. Là hàng năm mình sẽ giới hạn là bao nhiêu học sinh mình có thể là nhận vào cái chương trình, và không có phải em nào mà nộp đơn cũng có thể đủ điều kiện để vô cái chương trình học này, tại cái lựa chọn nó rất là khắt khe và nó rất là khó, thưa quý vị. Yeah. Và quan cho quý khán giả biết được cái đặc điểm mà quan trọng khác biệt giữa trường quân đội tư thục tại QTD và những trường khác, đó là về những cái kỹ năng, ngoài cái phần học vấn ra, thì mình những cái training nào mình dạy cho các bé, mình có thể mình cho các em ấy để bổ sung giúp em ấy tự tin can đảm hơn ạ? Well, cái khác biệt lớn á, là cái phần life skill và những cái phần hands on, thì mình không có thể nói so sánh với những cái trường khác, tại cái này you know it's very different, it's like comparing apple and oranges, right? So những cái trường khác thì tuy nhiên nếu mà mình học thì mình có thể lấy những cái lớp, thì họ cho mình coi cái video, mình làm cái project cái này cái kia, thì lâu lâu mình đi một cái field trip, còn ở đây là mình vừa học mình vừa thực hành, nhưng mà đồng thời mình có dẫn những em học sinh đi những cái nơi khác nhau để là sinh hoạt, để tìm hiểu từ những cái ngành khác nhau, tiếp xúc với những người mà chuyên môn giống như những cái ngành bác sĩ, những tổ hợp luật sư, những cái international auto show, những cái này cái kia, thì cho họ có thể là phát triển cái đầu óc của họ, mình có thể bắt đầu giúp đỡ những em mà có thể xác định cái mục tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày, và đồng thời quan trọng nhất là mình đưa những em vô cái phần kỷ luật, cái đó là rất là khó. Quan tính rằng không có một cái trường nào mà tại vùng Cam hoặc là tại California mà có thể nói mạnh là họ chuyên về cái phần kỷ luật và đào tạo con của mình theo cái tính tình mà kỷ luật của quân đội mà không có cần vô lính. Thành ra nếu mà cái đó là một trong những cái đặc điểm mạnh nhất của trường quân đội so với những cái trường khác nhau toàn đất Mỹ đây.
Và để nếu mà quý khán thính giả muốn biết thêm chi tiết về cái thủ tục ghi danh và những cái điều kiện như thế nào thì xin liên lạc trực tiếp đến trường quân đội QTD, số điện thoại là 714-469-3048. Hạnh xin nhắc lại 714-469-3048. Và Hạnh và Quang xin hẹn gặp quý khán thính giả cho chương trình talk show lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn.